Vâng, Minh Chiến, âm thanh bãi Bình Định xin chào tất cả các bác. Sau đây em giới thiệu và qua cho các bác xem một con sub rất là hiếm, có mã là 250BWK nha. Dòng này rất là sang trọng, bát đánh phía trước nha các bác, hàng Mỹ, điện 120V. Thì giá em bán cho các bác là 12.500.000. 12.500.000, giá đã bao ship cho các bác nha. Thì mọi chi tiết mua hàng các bác cứ liên hệ cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Và để theo dõi kênh em, những sản phẩm lên sóng thì các bác ấn vào nút đăng ký kênh và ấn luôn vào nút thông báo. Sau đây sẽ mở cho các bác xem cái bát này. Cái canh nó làm được bằng khung nhôm rất là sang trọng nha, hai cái viền nhôm rất là sang. Canh này canh ring nha các bác, rất là đẹp luôn. Anh sở hữu một cái bát 30, anh em thích hợp nghe nhạc và hát karaoke trong gia đình thì những cái sub RBL là cho ra tiếng bát rất là hay. Thùng là văn gỗ lặng nha. Đấy. Đấy, rất là đẹp nha. Chỉ về một con duy nhất nha. Đấy, phía sau của sản phẩm điện là 120V mà SIS250BWK là hàng bãi Mỹ về, còn đẹp xuất sắc nha. Cạnh đồ vuông quốc không Mỹ nhé, rất là đẹp nha các bác. Thì anh em nào có nhu cầu thì cứ alo cho em, giá là 12.500.000. Vâng, giờ em sẽ qua khui thùng với con CD Đình Ông S10 35 mã nguyên thùng xốp. Hàng về từ Nhật rất là đẹp, dòng này là vừa nghi CD hay, vừa dai mã DA rất là hay nha. Vâng, thì em đã khui ra rồi. Thì giá con này là giá 19.500.000. Đây là những phụ kiện theo của máy, dây nguồn riêng, rồi móc đầy đủ nha, giấy tờ luôn, hàng phun hột nha các bác. Rồi, sau đây cui ra cho các bác xem. Các bác nào có nhu cầu yêu sản phẩm này thì alo cho em qua số điện thoại phía trên màn hình 0978338114, em ship hàng toàn quốc nha. Vâng, và đây là con đầu CD em vừa cui ra, là hàng nguyên thùng cũng như là trùng series nha các bác, 2654 này nha. Đấy, hàng nguyên thùng nó có chất lượng của hàng nguyên thùng chứ không phải là thùng ông này bỏ kém kèm bà kia nha. Đấy, rất là mới nha. Đây các bác thấy không? Nắp đồ rất là đẹp nha. Đấy. Vâng, series trùng nhau nha. Đấy. Và giờ em sẽ test luôn đĩa cho các bác xem. Rất là mới luôn, anh em nào sưu tầm thì alo cho em nha. Đều rất là tốt nha. Đấy, đều rất là khét. Nhát cho bà cho các bác xem này. Đấy, mình trở về một nha, một bốn này, một này, vân vân vân. Đấy, rất là tốt. Này, tiếp tục cho nó vào. Play. Em nó sẽ đọc. Rồi, rất là ok nha. Giá đó thì các bác nào sưu tầm thì alo cho em. Rồi, cảm ơn các bác đã dành chút thời gian xem video. Đời nông CD S10 35 mã nguyên thùng xốp